các anh chị và các đồng nghiệp. Tôi phải nói rằng là tôi rất là, không biết sao mà nói, rất là bồi hồi khi mà có mặt hôm nay vào sáng nay để mà chia sẻ với các anh chị và các đồng nghiệp về một cái chủ đề có lẽ là rất là gần với trái tim của tôi, mà đặc biệt là tại Tây Đô, tức là cũng là tôi là người cũng là gốc miền Tây. Thành ra là như tôi nói hồi nãy, nó rất là khó mô tả cái cảm xúc như lúc này. Nhưng mà đây là một cái vinh hạnh để mà nói một cái bài khai mạc. Hy vọng rằng là các bạn sẽ có thêm một số các thông tin về cái ứng dụng mà AI, tức là trí thông minh nhân tạo trong trong y khoa và hồi sức cấp cứu. Thì đây là một cái bài nói chuyện, thực ra tôi soạn cũng tương đối lâu rồi, nhưng mà cứ soạn đi soạn lại bởi vì nhiều khi mình cũng không có hài lòng đó. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm một số thông tin quan trọng. Thì trong cái bài nói chuyện này tôi chỉ nói có 3 điều thôi. Thứ nhất là tôi sẽ nói AI là cái gì và ứng dụng AI trong y khoa, và điều thứ ba nữa là ứng dụng AI trong hồi sức cấp cứu. Để mình đi thẳng vào vấn đề thì có lẽ là tất cả các bạn cũng như là tôi trước đây, khi mà mình nghe đến AI rồi mình nghe rất là nhiều các cái thuật ngữ mà nhiều khi mình không biết nó là cái gì, nào là machine learning rồi deep learning rồi artificial intelligence rồi generative AI rồi supervised learning. Nói chung là nó rất là các cái mà thuật ngữ mà mình cảm thấy như nó lẫn lộn, nó mà nó cứ lặp đi lặp lại trên cái báo chí hoài. Thành ra là tôi phải tiêu ra cũng khá nhiều thời giờ để mà hệ thống hóa lại tất cả những cái thuật ngữ này nó có ý nghĩa là cái gì. Thì tôi nghĩ rằng cái cách mà chúng ta hệ thống hóa cái những cái thuật ngữ đó có lẽ là tóm tắt trong một cái giảng đồ như thế này. Thì cái dòng tròn mà gọi là lớn nhất á, nó gọi là Artificial Intelligence. Đó là Artificial Intelligence là nó bao gồm rất là nhiều các cái kỹ thuật khác, nhưng mà một trong những kỹ thuật rất là quan trọng nó gọi là Machine Learning, tức là học từ máy tính á. Việt Nam mình dịch là học máy. Mà dưới cái Machine Learning này á, là nó có một cái mảng gọi là hẹp hơn, gọi là Deep Learning. Chúng ta dịch là học sâu, nhưng mà thật ra nó không phải là học sâu, mà nó học là nhiều cái lớp khác nhau. Rồi dưới cái Deep Learning này nó có cái gọi là Generative AI. Là nó nằm dưới đó. Rồi dưới cái Generative AI này nó có cái gọi là GPT. GPT là viết tắt của cái chữ viết tắt của chữ là Generative Pre-trained Transformer. GPT. Rồi dưới cái GPT là nó có một cái mô hình khác, nó gọi là Large Language Model. Tức là một cái mô hình nó sẽ sử dụng rất rất nhiều các cái ngôn ngữ, và tất cả các thuật ngữ mà trên mạng nó hàng mấy tỷ tỷ như vậy đó, là nó có cái mô hình nó gọi là Large Language Model, là rất là lớn. Thì cái mô hình này thực ra nó cũng tương đối mới thôi, nó mới xuất hiện từ năm 2018. Và dưới cái Large Language Model này á, nó có một cái gọi là GPT-4. GPT là cái phiên bản số 4. Nhưng mà dưới cái GPT số 4 là cái mà mới nhất của chúng ta gọi là ChatGPT. ChatGPT nó cũng có nhiều phiên bản lắm, phiên bản 3, phiên bản 4, và theo như tôi biết thì hiện nay là nó là đến cái phiên bản thứ 5. Thì như các bạn thấy á, là cái gọi là Artificial Intelligence nó chỉ là một cái thuật ngữ rất là chung. Thành ra là khi mà chúng ta nói về AI là mình phải nói cụ thể nó là cái gì. Nó là Machine Learning, mà dưới Machine Learning thì nó có Deep Learning, rồi dưới Deep Learning nó có Large Language Model, và cái mà mới nhất mà chúng ta bàn đây là ChatGPT. Thì cái chữ mà mình không phải phân biệt giữa AI rồi Machine Learning rồi Deep Learning. Theo như tôi thấy là AI đây là một cái phương pháp mà được nhà khoa học John McCarthy ở Đại học Stanford đề xướng từ năm 1955 rồi. Từ lúc mà tôi qua Đại học Stanford tôi vẫn còn gặp ông ấy, vẫn còn làm việc trong một cái phòng rất là nhỏ. Thì cái định nghĩa của ông ấy nói là Machine Learning nó là một cái khoa học và một cái kỹ thuật để mà làm những cái cỗ máy thông minh. Cái định nghĩa ban đầu nó là như vậy. Còn cái Machine Learning nó là một cái nhánh của AI, như tôi mô tả hồi nãy, là cái mục tiêu của nó là làm xây dựng cái hệ thống máy tính có khả năng học từ dữ liệu. Thì tất cả chúng ta sản sinh ra đều là dữ liệu thôi. Thì nó Machine Learning nó học từ dữ liệu. Còn cái Deep Learning đó, nó là một cái tiếp cận cái Machine Learning, nó nằm phía dưới đó, và cái mô phỏng cái hệ thần kinh để mà nó xử lý cái dữ liệu. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải phân biệt. Thế thì cái ChatGPT là cái gì?
ChatGPT là mình phải có hai cái, một cái nó gọi là chatbox, chat tức là nói chuyện là tán gẫu thôi, chatbox, một cái nó gọi là ChatGPT. Cái chatbox này nó đúng ra nó là một cái nhu liệu, nó là một cái software phần mềm, nó mô phỏng cái đối thoại giữa mình với cái máy tính. Còn cái ChatGPT là nó có thêm cái chatbot này nè, thì nó là một cái mô hình ngôn ngữ, nó là một cái công cụ, nó giúp cho chúng ta có thể đối thoại với máy tính. Tức là thay vì là mình gõ cái lệnh ngắn thì bây giờ mình có thể gõ một cái ngôn ngữ rất là bình thường dài. Lát nữa tôi sẽ cho các bạn xem cái ứng dụng của nó. Thì cái nhà mà sáng chế ra cái ChatGPT này nó là OpenAI, nó ở San Francisco đó. Và nó liên tục cải tiến và nó tiến hóa. Ban đầu thì các cái dữ liệu mà nó sử dụng để mà xây dựng cái mô hình là đến năm 2021 thôi. Cho đến vài năm gần đây thì nó xây dựng đến năm 2023. Rồi Google họ cũng đưa ra một cái mô hình tương tự như vậy, nó gọi là Gemini. Gemini thì nó liên tục ra học cho đến dữ liệu cho đến năm 2024. Nhưng mà nó cũng còn vài cái hạn chế. Thì do đó là ChatGPT, như các bạn thấy, nó là một cái tiến bộ gọi là sau cùng của chúng ta. Thế là Machine Learning. Đằng sau của Machine Learning á, thực ra nó là thống kê học, nó là lý thuyết xác suất các bạn. Lát nữa các bạn sẽ thấy cái Machine Learning là những cái mà chúng ta đã ứng dụng trước đây rồi, nhưng mà tại vì chúng ta chưa có cái chữ để mà dùng cho nó thôi. Và cái khác này là Deep Learning. Deep Learning là một cái phương pháp nó huấn luyện cái máy tính, cái cách mà phân tích những cái dữ liệu phức tạp. Tức là những dữ liệu nó không phải chỉ là con số mà nó là hình ảnh và nó cả những cái văn bản, để mà đưa ra những cái phán đoán bằng cái mô phỏng cái hệ thần kinh của con người. Tức là nó mô phỏng cái neural network trong con người như chúng ta. Nó mô phỏng thôi chứ nó không phải thực tế đâu. Nó dùng cái gì? Nó dùng thống kê học, nó dùng toán học, nó dùng neural network. Đó, cái đằng sau của nó là như vậy. Thành ra là hai cái này nó khác nhau. Thì đây là cái ChatGPT, bây giờ nó có version phiên bản số 4 rồi. Nhưng mà bây giờ là mình có phiên bản số 5. Thì cái lý tưởng của AI là nó nói rằng làm sao mà mình xây dựng một cỗ máy có thể gọi là suy nghĩ như con người. Cái này hơi khó lắm nhưng mà đó là lý tưởng, chúng ta đang nói lý tưởng. Nó hành động như con người và nó giải quyết những cái vấn đề khó. Tôi nghĩ cái lý tưởng số 3 thì quả thật là nó có thể làm những cái đó. Để cho các bạn biết cái Machine Learning nó học như thế nào thì tôi sẽ cho các bạn xem. Ví dụ như mình có đặc điểm 1, đặc điểm 2, 3, 4 và đặc điểm N. Rồi cái bắt đầu là mình dùng cái gì để mà mình đoán cái đặc điểm đó. Ví dụ như là cái sinh vật nào mà nó sống trên đất, nó có chân, nó có vú, nó hay sủa, chúng ta đoán chắc là con chó. Thì cái máy tính nó đoán là như vậy. Thế còn cái gì nó cũng có, nó sống trên đất, có chân, có vú, nhưng mà nó cứ gừ gừ, mình đoán chắc là con mèo, phải không? Rồi cái gì mà nó sống trên biển, nó bơi lội, nó có vú, mà nó có thể ca hát này đó, thì chắc là mình đoán là con loài con cá này, phải không? Cái đó là nó cũng sống trên biển, nó bơi lội, nó có cá, nó im lặng, và coi như là cái con này phải không? Con cá mập. Nhân dân thì con ví dụ như vậy, thì tức là nó sử dụng tất cả những cái đặc điểm, tức là những cái đặc điểm của một cái thực thể đó để mà nó đoán được cái đó là cái gì. Thì cái đó là cái suy nghĩ đằng sau của cái Machine Learning. Thế thì bây giờ các bạn thử tưởng tượng nó cũng ứng dụng y chang một cái gọi là nguyên lý như vậy để mà ứng dụng trong y khoa. Ví dụ như là bây giờ tôi có những cái yếu tố như là độ tuổi nè. Độ tuổi là 74 nè, huyết áp là trung bình là cỡ 110 đến 129, nhịp tim 110 đến 139, nhịp thở là 25-34 vân vân. SpO2 Glasgow score là dưới 5. Thế thì cái câu hỏi được đặt ra, nguy cơ tử vong nó bao nhiêu? Cái này hơi khó phải không? Cái này là hơi khó, thành ra là mình phải sử dụng cái này, nó không phải phân nhóm nữa mà nó phải tư lượng xác suất. Thì đại khái là nó nói, tức là cái người bác sĩ bình thường ta cũng nói là tử vong nó cao, nhưng mà mình không có định lượng nó là bao nhiêu. Thành ra đây là định lượng ok này khoảng 75%. Tương tự như vậy các bạn, ví dụ như trong trường hợp này nó cũng y chang như những cái yếu tố như vậy, nhưng mà ở đây là thay vì là 74 tuổi, trên 74 tuổi thì bây giờ bệnh nhân là 65 đến 74, nguy cơ tử vong là bao nhiêu. Thì coi là nó có thể ước tính cái nguy cơ tử vong. Thì đương nhiên là cái cách mà nó ước tính vậy, nó học từ các cái dữ liệu mà chúng ta đã sử dụng trong cái quá khứ, trong bệnh viện, trong từng cái ca, nhưng mà chúng ta chưa có biết. Thành ra là nó hệ thống hóa lại rồi giúp cho nhân dân các bạn. Thì cái đây là một cái hệ máy tính mà nó sử dụng bằng cái IMES. Thành ra là ChatGPT. ChatGPT nó cũng sử dụng y chang như là các cái mô hình mà tôi mô tả các bạn. Tức là mình đưa nó những cái đặc điểm, nhưng mà thay vì là những đặc điểm là mình gõ cho một cái box nào đó, thì cái này là mình viết bằng cái chữ. Ví dụ bằng cái chữ thì ChatGPT nó có thể diễn giải cái đó và nó có thể tiên lượng. Và trong thực tế thì ChatGPT nó cũng học giỏi lắm đấy.
là nó gọi là thi đậu cái bằng MBA, tức là Master of Business, Business Administration mà của trường Wharton á, nó thi đậu. Nó không có đậu cao đâu, nó đậu cũng khoảng 70% nhưng mà vậy là cũng là tốt lắm rồi. Nó thi đậu cái kỳ thi luật sư luôn, và nó thi đậu luôn cái kỳ thi mà USMBA, tức là kỳ thi mà là để mà qualify mà medical mà license ở bên Mỹ đó các bạn. Đó, nó thi đậu đấy. Và nó có nhiều kỳ thi khác nó cũng đều thi đậu hết, dùng cái mô hình như vậy. Thành ra là mình không có nên coi thường đó, nó có ứng dụng rất là nhiều. Thế thì bây giờ quay lại cái hồi nãy là cái lý tưởng AI là suy nghĩ, hành động và giải quyết những vấn đề như con người. Nhưng mà trong thực tế thì AI nó là một cái thông minh được biểu thị bằng cái máy tính. Tôi nghĩ cái cách hiểu đó là nó đơn giản nhất thôi. Thế thì bây giờ ứng dụng trong AI trong y khoa nó ra làm sao? Thì nó rất nhiều các ứng dụng. Nhưng mà tôi nghĩ lại là có 4 ứng dụng thôi. Thứ nhất là ứng dụng trong việc mà chẩn đoán. Thứ hai là trong cái phát triển thuốc. Thứ ba là nó ứng dụng như là một cái phụ tá cho bác sĩ, phụ tá cho y tá. Hay là nó có thể ứng dụng trong việc mà cá nhân hóa điều trị. Thì trong vòng 30 phút thì mình không thể nào nói hết những cái mà ứng dụng như thế này đâu. Nhưng mà tôi có thể cho các bạn xem một vài cái ứng dụng tiêu biểu như là ứng dụng trong cái chẩn đoán bệnh. Nó có thể giúp cho bác sĩ chẩn đoán nhanh hơn, phát hiện sớm những cái khối u trong cái ung thư phổi từ các CT scan. Nó có thể đánh giá được cái nguy cơ mà ngưng tim đột ngột dựa trên mà ECG và MRI. Nó có thể phân loại cái tổn thương mà skin trên da. Nó có thể tìm các cái stress và cái võng mạc trong bệnh tiểu đường. Và nó làm rất là tốt các bạn. Và nó có thể chẩn đoán loãng xương. Tôi là chuyên môn của tôi là loãng xương. Thành ra là tôi cũng đã ứng dụng cái công nghệ mà AI này trong loãng xương. Và tôi muốn chia sẻ các bạn một vài cái ví dụ. Đây là một ví dụ nó ứng dụng AI. Và cái phần mềm này á, nó có tên là Siebel. Nó được phát triển bởi cái Học viện Công nghệ Massachusetts, MIT đó. Thì phía bên tay trái đó các bạn, đây là nó nhận ra ung thư màu đỏ là trên cái CT scan. Nhưng mà phải 2 năm sau thì cũng cho cái bệnh nhân này thì bác sĩ người ta mới nhận ra được đó đúng là ung thư phổi. Có nghĩa là nó có thể giúp cho mình nhận dạng những cái trường hợp mà có nguy cơ cao chứ mình cũng chưa dám nói ung thư phổi. Trước khi mà người bác sĩ, trước khi mà lâm sàng đã nhận dạng ra, thì cái phần mềm này nó cũng tương đối nổi tiếng và nó được ứng dụng rất là nhiều. Thì cái đó là một ứng dụng. Một ứng dụng khác mà trong cái chuyên ngành của tôi á là về chẩn đoán và gãy xương cột sống. Gãy xương cột sống rất là quan trọng. Nhiều người ta nghĩ không quan trọng nhưng mà thật ra gãy xương cột sống á, tuy nhiên nó làm cho mình đau đớn, mình đi không được, nhưng mà nó có thể gây ra cái tử vong sớm hơn nữa. Nhưng mà làm sao mình có thể chẩn đoán một cách gọi là nhanh mà gọn. Nếu mà mình đọc x-ray thì cũng được thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn thử đọc thử coi 10 cái x-ray là nói theo ngôn ngữ miền Tây là có thể là tẩu hỏa nhập ma rất là nhanh đó, vì nó đọc rất là nhiều đốt sống rồi mình phải phân biệt làm sao. Thì cái máy á, nó có thể ứng dụng được cái đó. Thì chúng tôi phát triển một cái mô hình nó gọi là SEPB algorithm SBA. Thì cái đây là cái em mà nghiên cứu sinh trong cái labo của tôi ở bên Úc á, em ấy phát triển một cái mô hình dùng cái machine learning. Thì cái cách nó làm cũng đơn giản lắm, và tôi cũng không dám nói nó đơn giản, nhưng mà em ấy nghĩ là đơn giản. Cái đầu tiên á là mình đọc cái x-ray, cái bắt đầu nó dùng cái kỹ thuật nó gọi là segmentation, tức là nó làm xa hết mấy hình ảnh này, bắt đầu nó đo những cái kích thước của một cái đốt sống, cái bắt đầu nó tính toán những cái chỉ số mà là nó suy giảm bao nhiêu phần trăm, và mình có thể dựa vào cái sự suy giảm về cái chiều cao hoặc là chiều ngang của cái đốt sống để mà mình chẩn đoán loãng gãy xương. Và nó tương đối chính xác, và nói tương đối thì có vẻ là khiêm tốn, nhưng mà thực ra là cái AUC đó nó lên đến 95%, tức là nó vẫn có sai sót, nhưng mà 5% thì có mấy giờ lớn phải không? Thì ra nó có thể đọc một cái x-ray như thế này chỉ trong vòng 5 giây thôi. Tôi thử có 5 giây thôi. Thành ra các bạn thử tưởng tượng là trong vòng mà một tiếng đồng hồ nó đọc rất là nhiều. Tương tự như vậy, mình cũng có thể sử dụng AI để mà dự báo cái mật độ xương. Hiện nay chúng ta đo mật độ xương là dùng cái máy này. Cái máy này tốn là khoảng chừng 100.000 đến 200.000 đô la tùy vào cái mô hình. Và thường thường mấy bệnh viện lớn thì mình mới có thôi, chứ mà bệnh viện nhỏ sao mình có được, ví dụ bệnh viện Nguyên sao mà có. Thành ra là cái việc mà chẩn đoán loãng xương mà dựa vào đất xa này nó trở thành một cái thách thức đối với các cái bệnh viện ở vùng sâu vùng xa như miền Tây mình. Thành ra là chúng tôi mới nghĩ ra một cách, mình nói ủa thì tại sao mình không dùng cái x-ray thì ở đâu chỗ nào nó cũng có, để mà mình có thể dự báo được cái mật độ xương.
Thì quả thật là chúng tôi đã xây dựng được một cái mô hình X-ray như thế này. Thì cái mô hình này mình có thể đọc từ các cái X-ray từ plan X-ray thôi, đơn giản lắm. Rồi cái mình sẽ sử dụng các cái mô hình mà học máy mà machine learning như tôi chỉ các bạn hồi nãy đó, là nó có thể dự báo được cái mật độ xương tương đối chính xác. Ví dụ trong trường hợp này, mật độ xương mà đo thực tế là 0.77 gì đó, thì nó cũng gọi là xê xích đâu khoảng 0.02 gram trên cm vuông, tức là nó là tương đối chính xác. Và nếu mà mình sử dụng cái mật độ xương này để mà mình so sánh với cái DEXA, tức là cái chuẩn vàng đó, thì các bạn thấy rằng cái hệ số mà tương quan nó cũng khá cao, 0.91, 0.87. Và chẩn đoán và loãng xương, dựa trên này mình chẩn đoán loãng xương thì cái AOC nó có thể lên đến 0.95 hoặc là 0.93. Như vậy là nó rất là tốt, phải không? Nó có thể giúp cho các cái bệnh viện mà ở vùng sâu, vùng xa, ở huyện không cần có đến máy đắt xa, chỉ cần dựa vào X-ray này là mình có thể biết được là bệnh nhân ở có nguy cơ gọi là loãng xương là bao nhiêu. Nên chúng tôi rất là hào hứng với cái mô hình này và đang đăng ký cái bằng sáng chế. Nhưng mà ở bên Úc á, đăng ký bằng sáng chế á, thì cái đại học á, lúc nào nó cũng lấy mình 60%, nên mình bán được, nó lấy 60%, mình chỉ 40% thôi. Bây giờ nó nói là không có nó thì không có mình, nhưng mà mình nghĩ lại không có mình mới không có nó mới đúng nhá. Nhưng mà cái luật của ta là vậy, rồi đó là chúng tôi rất hào hứng với cái đó. Vậy một cái ứng dụng khác nữa các bạn là chúng tôi xây dựng cái mô hình để mà dự đoán cái nguy cơ mà gãy xương cũng như là ước tính được cái tuổi xương. Nhiều khi mình là 60 tuổi nhưng mà cái xương mình tuổi 70 chẳng hạn vậy, thì chúng tôi xây dựng cái mô hình đó, chúng tôi gọi là bone check, cũng do một em nghiên cứu sinh người Việt Nam của chúng tôi xây dựng cái mô hình này. Mô hình này hoàn toàn là sử dụng machine learning và AI để mà dựa vào các cái yếu tố như là độ tuổi, chiều cao, cân nặng, mật độ xương như với người dân, nó có thể dự đoán cái nguy cơ gãy xương khá là chính xác. Thì khi mà chúng tôi đưa cái mô hình này á, vào trong ứng dụng á, thì chỉ trong vòng có 5 tháng mà tụi tôi có hơn 20.000 người từ 165 nước trên thế giới là sử dụng cái mô hình này. Thành ra là tụi tôi rất là hài lòng. Rồi sau này các đồng nghiệp ở bên Thái Lan, bên Mã Lai, bên Pakistan, bên Hàn Quốc, thậm chí bên Trung Quốc nữa, là họ muốn triển khai cái mô hình này bằng ở qua cái ngôn ngữ của họ. Thành ra là tôi rất là vui vì sao mình cũng đưa được cái dấu ấn của người Việt mình ở trên đó. Như vậy thì các bạn thấy là AI nó cũng thể ứng dụng trong phát triển thuốc nữa, là nó có thể nhận dạng các mục tiêu để can thiệp. Ví dụ như là mình có hàng triệu cái molecules, làm sao mình biết cái nào là nó là mục tiêu, thì chỉ có AI nó mới giúp cho chúng ta làm được cái đó. Nó có thể tăng tốc cái thử nghiệm lâm sàng và nó tìm các cái mã cơ về chẩn đoán bệnh. Nhưng mà thôi, mình không có thời giờ để mình nói đó. AI, một phần AI là ChatGPT, như tôi nói hồi nãy là cái và phát triển sớm nhất, thì nó trở thành một cái kiểu là một cái xu hướng rất là hot, rất là nóng hiện nay. Nó có thể giúp cho chúng ta giảm nhập viện không cần thiết, cá nhân hóa cho mỗi bệnh nhân, giúp nhận dạng các bệnh dựa vào các cái triệu chứng mà có thể sử dụng bởi các cái người ở trong cộng đồng một cách rất là dễ dàng. Để cho các bạn xem, đây là một ví dụ này tôi gõ. Tôi nói rằng là tôi năm nay 60 tuổi, thật ra tôi hơn tuổi đó, ăn gian đó, 60 tuổi, tôi là 70 kg, nhưng mà gần đây là tôi bị tăng xong máu, trong 4 tuần vừa qua là cân nặng của tôi bị giảm tới 10 kg rồi, mà tôi hay ra mồ hôi ban đêm, mà tôi lúc nào cũng cảm thấy mệt. Vậy thì anh làm ơn làm phước là nói cho tôi mắc bệnh gì. Thì cái đầu tiên đó các bạn, thì nó nói rằng là nó là AI, nó không phải là medical doctor, nó nói trước phải không? Nhưng mà dựa vào những cái bằng chứng, dựa vào những cái thế này, thì nó nói rằng là mình sẽ có thể là cái này, các bạn có thể kêu nó dịch sang tiếng Việt luôn. Tôi nói rằng can you translate into Vietnamese? Là nó dịch luôn, nó dịch sang tiếng Việt. Nó nói rằng là mình có thể bị mất nước, có thể cường giáp, có thể bị nhiễm trùng. Ví dụ như là hình như nó có nói là TB ở đây nữa, như lao chẳng hạn, và một số loại ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường, khả năng khác như nhân. Nhưng mà nó vẫn nói là bạn cần phải đến gặp một chuyên gia y tế, một bác sĩ, phải không? Tức là ở đây là tôi chỉ đề nghị vậy thôi. Như vậy thì những cái thông tin như vậy nó giúp ích cho rất là nhiều người. Và ứng dụng trong cái việc mà cá nhân hóa đó các bạn, thì các đa số các loại thuốc nó chỉ có hiệu quả khoảng chừng 40-50% các bệnh nhân thôi. Hồi nay vấn đề được đặt ra là làm sao mình nhận dạng ra các mục tiêu thuốc mà có thể ứng dụng cho nhiều người,
Thì trong quá khứ thì có hàng loạt các cái nghiên cứu mà sử dụng các cái mô hình như machine learning, và nó đã ứng dụng trong thực tế và nó khá là thành công, đặc biệt là trong cái ứng dụng mà dùng các loại thuốc mà chống loãng xương ở tụi tôi, nó dùng khá là thành công. Đây là một ví dụ cho bạn xem, là đây là một ví dụ là cái tôi đọc cái trường hợp này rất là hay, là cái anh bác sĩ là anh gặp một bệnh nhân, nhưng mà cái người nhà của bệnh nhân là dứt khoát là kêu ảnh là phải gọi là truyền IV. Thành ra là ảnh không biết làm sao mà thuyết phục, ảnh mới lên ChatGPT, ảnh mới nói rằng là bạn có thể giúp, tôi dịch ra tiếng Việt, bạn có thể giúp một trường hợp sau đây: bệnh nhân là 68 tuổi, nữ, trọng lượng 56 kg, chỉ số thi mật độ xương là -2.1, bà đã từng bị gãy xương cột sống thắt lưng, bà bị té một lần, nguy cơ gãy xương trong 5 năm tới là bao nhiêu? Nó bắt đầu là nó trả lời, trả lời bằng tiếng Anh thôi, nhưng mà mình có thể gói bằng tiếng Việt. Tôi nói rằng á, nó nói rằng á là cái gã bên Fractiris Calculator nó công việc trực tuyến, thành ra nó không có dùng cái đó được, nhưng mà nó có thể nói rằng á là đây điểm ti, tức là chỉ số ti đó là -2.1 cho thấy bệnh nhân bị loãng xương. Thì cái này nó hơi sai một chút, thực ra là mới mà tiền loãng xương chứ không phải là loãng xương, nhưng mà trong các cái phần khác á thì nó nói là tương đối chính xác. Giờ đương nhiên lúc nào nó cũng lưu ý, nó nói là nó không phải là bác sĩ, thành ra là cần phải gọi là tham khảo với bác sĩ. Đấy, đó là ứng dụng. Thế thì đó là ứng dụng trong y khoa nói chung. Thế còn bây giờ ứng dụng trong hồi sức cấp cứu thì sao? Thì nó cũng giống như các ứng dụng trước đây các bạn. Theo như tôi thấy là nó có 4 ứng dụng. Thứ nhất là nó có thể ứng dụng vào việc mà tiên lượng cái nguy cơ tử vong, và dự đó là mình có thể stratify, tức là mình phân nhóm bệnh nhân, ưu tiên hóa. Cái thứ hai là phenotyping, tức là cái cách mà nó phân nhóm các cái loại mà rối loạn đó, và dựa vào các cái đặc điểm mà mình cung cấp, nó có thể diễn giải các cái điện tâm đồ ECG rất là tốt, và nó có thể diễn giải cái siêu âm tim, nó làm cũng khá là tốt. Thì tất cả những cái này trong thực tế nó đều là những cái công trình nghiên cứu nó đã công bố trước đây rồi. Một cái ví dụ để tôi cho các bạn xem, đây là một cái ví dụ về cái ứng dụng mà AI và machine learning. Nó có cái software này là nó tích hợp những cái mô hình như là Apache 2, rồi SAP 2, SAP 2, rồi SOFA, tất cả vậy. Thì mình chỉ cần cung cấp tất cả những cái thông tin như thế này thì nó có thể dự báo được là cái nguy cơ tử vong là bao nhiêu, thậm chí là nó dự báo được là cái thời gian mà gọi là nằm viện là bao lâu nữa. Thì tôi không biết là ở Việt Nam mình có hay ứng dụng cái này không, chứ còn ở các nước phương Tây như là Úc rồi thôi, thì khi mà bệnh nhân mà nhập viện là cái việc đầu tiên là họ sẽ sử dụng các cái mô hình này để mà họ phân nhóm bệnh nhân, cái nào cần được ưu tiên điều trị ngay, cái nào là mình sẽ là chờ đó để mà ưu tiên cho các trường hợp khác. Thì tôi thấy cái ứng dụng nó cũng rất là hay. Thì thực ra mà nói á, thì ở Việt Nam chúng ta cũng đã làm rồi. Hồi nãy tôi để ý thấy là tiến sĩ Hà Tấn Đức là có tên trong Hiệp hội Hồi sức cấp cứu ở miền Tây. Thì đây là một công trình nghiên cứu của Đức, nó nằm trong một cái công trình nghiên cứu về tiến sĩ. Thì cái công trình này các bạn nó rất là công phu, là nó sử dụng là gần 2.200 người ở bệnh nhân mà ED emergency mà department á, để mà mình huấn luyện cái mô hình, để mà huấn luyện để mà mình dự báo là cái nguy cơ tử vong trong vòng 30 ngày là bao nhiêu. Sau đó cái mô hình sau huấn luyện xong, cái mình bắt đầu mình kiểm tra trong một cái quần thể hoàn toàn độc lập, tức là hoàn toàn độc lập ở bệnh nhân khác, thì trong khoảng chừng 2.100 người gì đó, thì chúng tôi mới phát hiện ra là những cái yếu tố mà có liên quan đến tiên lượng mà nguy cơ tử vong á, là giới tính, rồi tuổi, là nam thì chết nhiều hơn tuổi, rồi GCS, Glasgow Coma Score, urea albumin, vân vân. Thì khi mà chúng tôi áp dụng cái mô hình đó trong một cái quần thể độc lập á, thì như các bạn thấy là cái AOC á, tức là cái chỉ số mà nó phản ảnh cái mức độ mà phân định hay là chính xác của cái mô hình á, là nó tương đối chính xác, tức là trong cái mô hình mà lúc mà mình huấn luyện á, là nó tương đối cao, nhưng mà khi mình áp dụng trong một quần thể độc lập á, thì nó hơi thấp hơn chút. Dù vậy nhưng mà nó vẫn là khoảng chừng 0.8, do đó là cái mô hình này tụi tôi rất là hào hứng, đáng lý là mình phải nên đăng ký cái bản quyền bằng sáng chế. Thì cái đó là cái ứng dụng đầu tiên. Rất nhiều các mô hình trong hồi sức cấp cứu nó đều sử dụng machine learning để mà làm cái đó. Cái thứ hai nữa là nó dùng phenotyping. Phenotyping là kiểu như là bây giờ các bạn có những cái dữ liệu như thế này, những dữ liệu là siêu âm, những dữ liệu ECG, những dữ liệu về xét nghiệm, vân vân. Thì tất cả những cái này
nó sẽ xử lý bằng các cái mô hình như là deep learning, tức là học sâu đó. Rồi từ cái mô hình deep learning nó có thể phân loại, nó có thể phân loại là những cái loại bệnh này thuộc loại cái rối loạn gì. Để gì? Để cho mình có thể chẩn đoán nó chính xác hơn. Thì cái ý nghĩa đằng sau nó là vậy. Nhưng mà nó còn ứng dụng trong emergency medicine đó các bạn. Trong emergency medicine là mình thử tưởng tượng là từ lúc là bệnh nhân tự đánh giá, vận chuyển đến bệnh viện, đến mà đăng ký, đến mà phân nhóm, đến mà nhập viện, đến tư vấn khám bệnh, rồi nhập viện, xuất viện. Tất cả từng một cái bước như thế này, nó đều có những cái ứng dụng trong AI. Ví dụ như các bạn thấy ở đây, ví dụ là tự đánh giá là mình sẽ kiểm tra triệu chứng là có cần đến bác sĩ hay không. Nó có một cái chatbox nó tên là Babylon Health, nhưng mà cái này mình cần phải trả tiền, tức là khi mình download xuống mình phải trả tiền. Bây giờ cái ChatGPT và AI nó là một cơ hội cho cái giới mà kỹ nghệ nó làm tiền rất là nhiều. Thành ra là có một số cái là miễn phí, nhưng mà những số, một số cái mà nó gọi là chuyên sâu là mình phải trả tiền, chứ không thôi là này nó cảnh cáo bây giờ là mình sẽ gần hết giờ rồi. Nói nhanh thôi, vận chuyển, phân tích giọng nói của bệnh nhân, nó có thể phân tích giọng nói của bệnh nhân, nó sẽ điều xe cấp cứu kịp thời, rồi vân vân. Tất cả những cái này nó đều là ứng dụng của AI. Đây là một cái ứng dụng khác mà tôi thấy nó cũng rất là hay, là đây là một cái bài báo của một cái anh intensivist. Anh ấy nói rằng anh ấy ứng dụng AI để mà nâng cao kiến thức, rồi hỗ trợ các bệnh trình lâm sàng, rồi thông tin cho bệnh nhân, và thậm chí có ý tưởng nghiên cứu. Đây là một vài cái ứng dụng, tôi sẽ đi rất là nhanh. Anh ấy nói rằng là tôi muốn soạn một cái văn bản xuất viện. Ở ngoài soạn văn bản xuất viện nhiều khi nó phiền phức lắm. Ở đây là nói nó soạn cái văn bản xuất viện, rồi nói bạn có thể viết một cái văn bản tóm tắt xuất viện, hướng dẫn chăm sóc và lưu ý tái khám cho một bệnh nhân 65 tuổi bị đau bụng và được chẩn đoán viêm tụy cấp tính ở trên nền mà viêm mãn tính. Bệnh nhân này có khả năng hiểu biết về sức khỏe mức trung bình, tức là mình phải mô tả bằng cái ngôn ngữ sao cho nó dễ hiểu. Là các bạn thấy là nó làm liền, nó làm liền. Đương nhiên là mình kêu nó bằng tiếng Anh tiếng Việt thì cũng được hết trơn á, thì nó làm liền. Đây là một trường hợp tôi thấy rất là hay, là cái anh này á, anh đang điều trị cho một cụ bà 96 tuổi mắc chứng mất trí nhớ, Alzheimer, khó thở do tràn dịch màng phổi. Ba người con của bà đều ở tuổi 70 cũng có mặt trong phòng cấp cứu, họ nhất định đòi phải truyền dịch cho tĩnh mạch. Đó là anh này thuyết phục không có được, anh ấy mới lên ChatGPT, anh nói rằng á là anh làm ơn giải thích tại sao mà mình không nên truyền dịch IV cho một cái cụ bà mà phù hổ nặng như thế này. Cái bắt đầu á, các bạn nó giải thích liền, nó có giải thích bằng tiếng Việt nữa đây, nó giải thích bằng tiếng Việt. Thì anh này mới ảnh mới nói tường thuật là ảnh đưa cái ChatGPT này cho cái thân nhân á, cho ba người con. Đây, cái này là ý kiến của ChatGPT chứ không phải ý kiến của riêng tôi nha. Đây là lý do tôi không cần truyền dịch. Đấy, nó ứng dụng thôi, nó cũng rất là, tôi thấy trường hợp này rất là hay, và anh ấy chia sẻ cho một cái tạp chí y khoa. Nhưng mà chúng ta nói thế thôi, chứ nó cũng có những cái khó khăn và nhược điểm của y khoa. Thì các bạn biết rằng cái gì nó cũng vậy, hồi nãy á, là nó có đầu dao, rồi nó có chính giữa này á, là AI và machine learning, và cái đầu ra, và cái AI này á, là machine learning, là bao nhiêu cái phương trình, nó rất là phức tạp trong đó, nó vận hành nhiều khi mình không hiểu hết đâu. Thành ra là cái nó có một cái quy luật, nó gọi quy tắc, á, nó gọi là GIGO. GIGO có nghĩa là garbage in và garbage out. Nói tóm lại là nếu mà cái đầu vào nó là rác thì cái đầu ra nó cũng là rác thôi. Mà cái dữ liệu, do đó cái chất lượng dữ liệu vào cái đầu vào nó hết sức là quan trọng. Mà trong mạng thì cái dữ liệu đầu vào thì trời ơi, nó thượng vàng hạ cám, nó tùm lum hết trơn. Thành ra là mình cũng phải cẩn thận. Do đó nhiều khi mình hỏi nó thì nó cũng trả lời, mà nó trả lời một cách tự tin, nhưng mà nhiều khi nó không có đúng. Thành ra là mình cần phải dùng cái kiến thức chuyên môn của mình mới được. Cái chất lượng dữ liệu ở đây nó tùy thuộc vào cái thiết kế nghiên cứu, phương pháp đo lường và chất liệu hình ảnh. Nếu các bạn chụp cái hình ảnh mà nó không rõ thì nó cũng đọc không có tốt. Nếu mà cái thiết kế nghiên cứu của mình nói theo tiếng Việt mình là tào lao thì coi như là cái phần output nó cũng tào lao. Thành ra là mình phải rất là cẩn thận đến cái phần mà đầu vào. Cân nhắc khi dùng AI, rất nhiều các cái phương tiện AI nó quảng bá trên thị trường hiện nay. Nhưng mà mình cần phải hỏi một số câu hỏi là nó có so sánh với cái chuẩn vàng nào chưa? Cái đó là thứ nhất. Và nó có kiểm tra cho một quần thể độc lập hay chưa? Nó có làm trên thực tế hay là nó chỉ làm trên mô phỏng, in silico là mô phỏng thôi? Và hay là nó có so sánh giữa bác sĩ với AI hay là bác sĩ cộng với AI, cộng với bác sĩ? Hai cái đó nó khác nhau nha. Nên là có những trường hợp là nó dùng bác sĩ cộng với AI so sánh với bác sĩ. Thì đương nhiên là mình không biết rằng cái này là do bác sĩ hay là do AI. Đấy, thành ra có thử nghiệm lâm sàng hay chưa?
đa số các trường hợp nó chưa có qua cái thử nghiệm lâm sàng, thành ra là mình cũng chưa có chắc ăn là nó thể sử dụng. Rất là hàng trăm cái công cụ để được phát triển, nó bắt đầu nhưng mà không có cái mô hình nào ứng dụng được hết trơn. Trí thông minh và trí nhân tạo, hồi nãy tôi có nói là trí thông minh và trí tuệ nhân tạo nó khác nhau. Trí thông minh nó là cái năng lực mà nó suy luận một cách logic theo các cái công thức và các cái quy định nó đặt ra. Còn cái tuệ là nó từ cái tâm. Thành ra là mình không thể nào dịch cái chữ mà artificial intelligence là trí tuệ nhân tạo được. Mình chỉ đạt được thông minh thì mình không đạt được cái tuệ đâu. Nói như Phật giáo là tuệ là thông minh, nó là tai thính mắt thính, còn tuệ nó một cái giới cảnh nó cao hơn. Thành ra mình nên dịch nó là thông minh nhân tạo. Như vậy thì các bạn thấy là AI trong y khoa và hồi sức cấp cứu nó là một lĩnh vực rất là nóng bỏng hiện nay và có lẽ là trong tương lai nữa. Rất nhiều ứng dụng và nó có thể đem lại lợi ích cho bệnh nhân. Thì cái ChatGPT nó có thể gọi là một cái game changer, tức là nó làm thay đổi cái nhận thức và cái thực hành của mình trong tương lai. Thì tôi nói AI nó không có thông tuệ như con người, bởi vì cái đầu vào á, cái đầu ra nó rất là tùy thuộc vào cái đầu vào. Nó cũng, tôi nghĩ nó không có thể thay thế con người được. Còn cái chuyện thay thế bác sĩ thì cái đó chỉ là mờ thôi, không được đâu. Nhưng mà con người với AI thì nó sẽ thay thế những người mà không sử dụng AI, theo như tôi nghĩ như vậy. Ok, là tôi hết giờ rồi. Thành ra là tôi nhân dịp cái slide này tôi xin cảm ơn. Trước tiên là tôi cảm ơn là Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc của Việt Nam, và đặc biệt là giáo sư Nguyễn Gia Bình đã có nhã ý mời tôi đến đây chia sẻ với các bạn. Tôi làm việc cho Temri, tức là Viện Nghiên cứu Y khoa Tâm Anh. Tôi về đó đâu được 6 tháng rồi, rất là bận rộn xây dựng cái viện nghiên cứu. Đây là nhóm nghiên cứu, labo của tôi không có đủ, còn 3-4 em nữa không có mặt trong đó. Mấy em, những cái gì mà tôi trình bày với các bạn là mấy em này làm thôi, tôi chỉ là talker thôi, để nói thôi, còn những em làm là mấy em này. Tôi đi đâu thì cũng phải nhờ cái NHMRC, tức là Hội đồng Y khoa và Y tế Úc nó tài trợ, không có nó thì tôi không có điều kiện để mà làm những cái gì để mà chia sẻ với các bạn. Một lần nữa, cảm ơn các anh chị và các bạn.